One Audio Pro 10, tai nghe DJ bán chạy nhất Amazon, siêu bền, phần dây có thể thay thế, với đệm tai êm ái, âm thanh chuẩn Hi-Res, với nhịp bass sống động và màng loa 50mm. Mã giảm giá dành riêng cho fan của Battlecry, trị giá 160.000, được gắn tại phần comment của video. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battlecry, người kể sử. Trước khi trở thành trò cười và chủ đề cho hàng ngàn cái meme trên mạng xã hội Việt Nam, Việt Tân hay Việt Nam canh tân cách mạng đảng đã từng là một thế lực thù địch, thực sự có những hành động chống phá chính quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong đó nổi tiếng nhất là phi vụ đưa quân thâm nhập về Việt Nam vào cuối những năm 80 của Trung phản động và cũng là kẻ thành lập ra Việt Tân, có tên Hoàng Cơ Minh. Hãy cùng tìm hiểu về chiến dịch này cũng như sự đền tội của chúng qua series video ngày hôm nay nhé. Bản chất lừa đảo từ trong máu. Nếu các bạn đã quá quen với những hình ảnh trên Facebook với những kẻ mặc đồ lính Việt Nam Cộng hòa ngày xưa và xin đồng bào hải ngoại đóng góp với mục đích lập quỹ cho tổ chức lật đổ chính quyền cộng sản, vân vân. Với chúng ta như vậy có thể thấy buồn cười, nhưng với những người dân hải ngoại và những gì mà Bộ Công an điều tra được thì thế là bình thường đấy em. Sau khi chiến dịch Đông Tiến 1 tổ chức hồi tháng 8 năm 1986 thất bại, rồi bị cộng đồng người Việt hải ngoại vạch trần âm mưu bỉ bợm vì thực chất của chiến dịch này chỉ là đưa một nhóm tay chân về vùng rừng núi biên giới tiếp giáp giữa Thái Lan và Lào dưới vỏ bọc là công nhân liên doanh lâm nghiệp và sau đó cho mặc quần áo giản dị, vai đeo ba lô, tay cầm súng, lăn lê bỏ toài để quay video, chụp ảnh, rồi đưa lại về Mỹ để tuyên truyền rằng mặt trận đã thành lập được nhiều khu chiến bên trong lãnh thổ Việt Nam. Thì Hoàng Cơ Minh, Chủ tịch Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam, mình xin gọi tắt là Mặt trận Hoàng Cơ Minh, cùng đám tay chân thân tín nhận ra rằng trò lừa đảo của mặt trận này đang có nguy cơ đổ vỡ. Nếu như trước kia, hệ thống Phở Hòa là cơ quan kinh tài của mặt trận này, có chi nhánh trên nhiều tiểu bang của nước Mỹ, liên tục kêu gào cộng đồng người Việt vào ăn phở để góp phần ủng hộ cuộc kháng chiến, thì nay dù thúc ép, thậm chí là hăm dọa, họ cũng chẳng buồn vào. Những cuộc biểu tình do mặt trận này tổ chức, người tham dự cũng ngày càng thưa thớt. Đã thế, trong nội bộ mặt trận lại xuất hiện sự chống đối. Nhiều người thẳng thừng gọi tổ chức Hoàng Cơ Minh là kháng chiến tái nạn béo. Hoàng Cơ Minh là chủ tịch lừa. Vì thế, tên trùm phản động quyết tâm tiến hành một chiến dịch nữa nhằm tạo tiếng vang và lấy lại uy tín, mà có lẽ mục đích là để dễ quyên góp tiền bạc. Đầu tháng 7 năm 1987, y cho di chuyển khoảng 130 người, cả số đang còn nằm lại tại biên giới Thái Lan, Lào sau cái chiến dịch Đông Tiến 1, lẫn số từ Mỹ sang, tới một khu rừng thuộc tỉnh Ubon của Thái Lan, rồi móc nối với một nhóm thổ phỉ người Lào để thuê bọn này dẫn đường vượt qua Lào. Theo kế hoạch, được Hoàng Cơ Minh đặt tên là chiến dịch Đông Tiến 2. Nhóm phản động chia thành 4 bộ phận, trong đó gồm có Quyết đoàn Tiền Phương gồm 40 tên do Phan Thanh Phương làm quyết đoàn trưởng. Mỗi quyết đoàn thì lại chia thành nhiều dân đoàn. Mỗi dân đoàn thì khoảng từ 9 tới 10 người có nhiệm vụ mở đường. Thứ hai là Quyết đoàn Bắc Bình gồm 29 tên do Lê Đình Bảy làm quyết đoàn trưởng đi giữa. Tiếp đến là Bộ Chỉ huy Chiến dịch gồm có Hoàng Cơ Minh, Nguyễn Huy, Trần Khánh, Võ Hoàng được phong làm Ủy viên Trung ương Mặt trận cùng một số tên chóp bu khác. Đi sau cùng là Quyết đoàn Anh Dũng gồm 40 tên do Khu Xuân Hưng làm quyết đoàn trưởng. Các quyết đoàn ngoài vũ khí cá nhân như súng AK, M16, lựu đạn, mìn Claymore còn có một hoặc hai khẩu B40, B41 và một vài máy bộ đàm tầm hoạt động khoảng 3 km. Tất cả những thứ đó bọn chúng mua lại từ các nhóm thổ phỉ của Lào hoặc từ các khu chợ trời, vũ khí dọc theo biên giới Lào, Thái Lan. Quần áo, giày dép, mũ nón chúng sử dụng cũng vậy, hầu hết là đều mua ở chợ trời biên giới với đủ chủng loại. Về lương thực, mỗi tên mang trên lưng khoảng từ 20 tới 30 kg, gồm có gạo, mì ăn liền, mắm muối, nồi niêu song chảo. Bên cạnh đó, các quyết đoàn này còn được cấp một ít tiền kíp để mua lương thực
nếu đi ngang những thôn bản người Lào. Riêng các quyết đoàn trưởng và các ủy viên mặt trận, Hoàng Cơ Minh giao cho mỗi tên từ 2 tới 5 lượng vàng, một số đô la và đồng bạc Thái Lan để hối lộ bộ đội Lào nếu có bị bắt. Nghe tới đây, mình thực sự không biết là mấy tên này đi dã ngoại hay là hành quân với nhiệm vụ gì nữa. Theo kế hoạch, cả bọn sẽ vượt sông Mekong sang tỉnh Salavan, miền nam nước Lào. Rồi từ đó, dưới sự dẫn đường của 20 tên thổ phỉ Lào, chúng sẽ tiến về tỉnh Sê Công và xâm nhập vào khu vực ngã ba biên giới thuộc tỉnh Kon Tum của Việt Nam. Tại đây, chúng sẽ lập căn cứ, tiến hành phục kích xe cộ, đặt mìn phá cầu, tấn công các đồn biên phòng Việt Nam để gây tiếng vang, tạo thêm cơ hội cho bọn ở lại bên Mỹ, thúc ép cộng đồng người Việt góp tiền ủng hộ. Chung quy lại, thì mục đích của cuộc hành quân này cũng có lẽ chỉ nhắm vào túi tiền của những người dân hải ngoại mà thôi. Vì nếu chỉ với cách này mà đòi lật đổ chính quyền là không thể. Trước khi Việt Tân có kế hoạch này, Phun Rô đã từng làm vấn đề nhức nhối hơn với những phương thức phá hoại còn tinh vi và dã man hơn thế này. Nhưng kết quả là cũng chỉ cần một lần ra quân của lực lượng an ninh Việt Nam là đã dẹp yên. Cuối cùng thì bản chất lừa đảo của họ vẫn không thay đổi. Vậy nên, vào năm 2005, khi VTV phỏng vấn ông Nguyễn Cao Kỳ, nguyên thủ tướng kiêm tư lệnh không quân của Việt Nam Cộng Hòa, đã từng phát biểu như sau. Bởi vì kinh nghiệm 30 năm nó thấy nếu mà tất cả mà tiền nó tụ vào cho một anh ấy mang tiền nó, anh ấy đi trốn luôn. Những khuôn mặt mới 30 năm của hải ngoại là toàn những anh kèo, anh cột, toàn những anh gian lận hết rồi cả. Anh ấy lòng người hải ngoại không tin được họ nữa. Rồi bây giờ đóng hề, đóng tuồng cũng là tuồng hạng bét không được nữa. Cá nằm trong giọ. 23 giờ ngày 18 tháng 7 năm 1987, nhóm phản động Hoàng Cơ Minh lên đường, đi đầu là quyết đoàn Tiền Phương. Càng đến gần biên giới Thái, Lào, bọn chúng càng hoang mang, lo sợ. Nhất là những tên chỉ huy quyết đoàn, dân đoàn, vì chúng biết rằng chuyến đi này giữ nhiều, lành ít. Khi chỉ còn cách điểm tập kết là bờ sông Mekong ngăn đôi hai quốc gia Lào, Thái Lan chừng 3 km, Hoàng Cơ Minh đã sai quyết đoàn trưởng quyết đoàn Tiền Phương là Phan Thanh Phương cử một dân đoàn đi trinh sát. Thế nhưng, 9 gã trong dân đoàn này chỉ đi được khoảng có 300 m, rồi lủi vào bụi rậm, nằm chờ rồi quay về báo cáo. Tuy nhiên lúc quay về thì một tên trong dân đoàn bỗng dưng biến mất. Do quá sợ hãi, gã vứt bỏ toàn bộ lương thực, súng ống, vạch rừng mò ngược trở lại, rồi sau một thời gian sống chui lủi. Khi nghe tin toàn bộ nhóm xâm nhập đã bị bắt hoặc bị sát hại, gã giạt về Campuchia, chạy xe ôm kiếm sống và cạch mặt cái mặt trận này tới già. Tin tức về một gã dân đoàn viên bỏ trốn được Phan Thành Phương giấu kín vì sợ bị Hoàng Cơ Minh trừng trị, mặc dù y cũng rất lo gã kia ra hàng chính quyền, bộ đội cách mạng Lào. Trong suốt ngày thứ hai, rồi đến ngày thứ ba của cuộc xâm nhập, Phương đứng ngồi không yên, lúc nào cũng nơm nớp. Đám thổ phỉ Lào ở riêng một góc cũng lo sợ không kém vì chúng được trả tiền để dẫn đường. Nhưng Hoàng Cơ Minh thì dùng răng nửa đi nửa ở, khiến chúng như ngồi trên chảo lửa. Chúng không biết rằng Hoàng Cơ Minh đang chờ một bộ phận nữa là đoàn đặc nhiệm do Nguyễn Quang Phục, biệt danh Hải Xăm, cầm đầu. Đoàn đặc nhiệm này chỉ gồm có 7 tên, nhưng hầu hết đã từng tham gia các sắc lính trong quân đội Sài Gòn nên dạng dày kinh nghiệm, được Hoàng Cơ Minh đặc biệt tin tưởng. Sẩm tối ngày 20 tháng 7 năm 1987, Hoàng Cơ Minh cùng nhóm phản động nhắm hướng sông Mekong thẳng tiến. Tại đây, nhóm thổ phỉ Lào đã thuê sẵn mấy chiếc ghe máy, mỗi chiếc có thể chở từ 30 người trở lên, nên việc vượt sông diễn ra êm ả. Nhưng ở bờ bên kia là những vách đất cao, trơn trượt, nên đám phản động phải mất hơn 10 phút mới trèo lên được. Sau này, khi bị bộ đội cách mạng Lào bắt, nhiều tên phản động khai rằng tinh thần của hầu hết các dân đoàn viên đều đã rệu rã ngay từ khi vượt sông, và chúng cầu mong chỉ vào sâu trong đất Lào chừng vài cây số để quay video, chụp ảnh rồi rút về như chiến dịch trước. Thậm chí có tên trong khi trèo lên con dốc dựng đứng ở bên bờ sông đã lén vứt đi mìn, lựu đạn và súng đạn. Có tên giả bộ ngã gãy chân
để mong được cho ở lại. Dân đoàn viên Nguyễn Văn Áo khi bị bộ đội Lào bắt và đưa về Việt Nam có khai: lúc vượt sông, lợi dụng trời tối không ai để ý, tôi thả xuống nước 2 băng đạn và 1 quả lựu đạn. Tôi tính nếu đụng trận, tôi sẽ tìm cách trốn về Thái Lan. Vượt qua được bờ dốc, Hoàng Cơ Minh cho cả bọn nghỉ đêm. Bên các bụi tre, chúng ngủ chập chờn trong tư thế ngồi co quắp. Mờ sáng, sau khi nhai triệu chạm nắm mì gói, vì không dám nổi lửa, chúng đi ngang một tràng lớn, cỏ mọc lưa thưa, rồi bắt đầu leo lên các dãy núi đá, sườn núi đầy những bụi cây nhỏ lúp xúp. Đến khoảng 9 giờ, khi bọn phản động bắt đầu ở ngang lưng chừng núi, thì bất ngờ trên trời có tiếng động cơ máy bay. Rồi một chiếc máy bay trinh sát xuất hiện, khiến đám phản động đứa lủi vào bụi cây, đứa lăn ra đất, nằm im như chết. Thoạt đầu, Hoàng Cơ Minh cùng bộ chỉ huy nhận định đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thế nhưng, khi thấy chiếc máy bay đảo đi đảo lại 2-3 vòng, chúng liền đặt câu hỏi rằng đó chỉ là nhiệm vụ hàng ngày của không quân cách mạng Lào lên vùng biên giới, hay là chúng đã bị lộ. Khoảng 10 phút sau, chiếc máy bay trinh sát biến mất. Hoàng Cơ Minh bèn ra lệnh tiếp tục lên đường, vì y tin rằng sự xuất hiện của chiếc máy bay này chỉ là sự tình cờ. Các quyết đoàn và dân đoàn lầm lũi bước đi, mắt ráo rác nhìn chung quanh. Gần tối, khi đến cạnh một con suối lớn, Hoàng Cơ Minh cho dừng chân, bố trí đội hình phòng thủ và nấu cơm. 4-5 gã, trong đó có Nguyễn Văn Dũng, lén lút mang theo được mấy bi đông rượu từ đất Thái, giờ tụm lại dưới bụi cây, truyền tay nhau tù. Bị dân đoàn trưởng là Đỗ Bạch Thố phát hiện, chửi bới, Dũng toan chụp khẩu M16, liêu cho Thố một bằng, nhưng đồng bọn ngăn cản. Khi Dũng kiệt sức, chính Đỗ Bạch Thố đã dùng dây giày siết cổ Nguyễn Văn Dũng tới chết để trả thù cho hành động Dũng định bắn mình. Vậy là khi chưa cần bộ đội Lào phải ra tay, chính bọn chúng đã toan sát hại nhau. Việt Tân ngày càng lộ rõ bộ mặt chỉ là một đám lừa đảo, một đám thảo khấu. Sáng ngày thứ 5 của chuyến xâm nhập, bọn phản động khởi hành. Lúc mặt trời lên, chúng nhận ra địa hình đang đi khá trống trải, và nếu có xảy ra động độ sẽ chẳng khác gì phơi lưng làm bia. Hỏi nhóm thổ phỉ Lào dẫn đường thì chỉ nhận được câu trả lời là cứ đi tiếp. Y như rằng khoảng 8 giờ sáng, ở cuối đội hình bọn phản động bỗng vang lên từng loạt súng. Trận chạm súng giữa bộ đội cách mạng Lào và nhóm phản động đi đoạn hậu diễn ra rất ngắn. Cả hai bên không ai thương vong, nhưng chứng tỏ rằng việc xâm nhập đã bị lộ. Và điều này khiến tinh thần của hầu hết bọn chúng đều vô cùng hoang mang. Cuộc chạm súng này đã khiến chúng phải lủi sâu vào rừng, trong lúc mà gạo, mì bắt đầu vơi dần. Đã vậy, một số tên từ Mỹ, Pháp và Nhật về, do không quen với khí hậu, địa hình, không quen với cuộc hành quân chỉ bằng đôi chân trần, nên đâm ra cáu kỉnh. Hầu như lúc nào cũng có những cuộc cãi vã, không ở dân đoàn này thì cũng ở quyết đoàn khác. Hơn 100 tên xâm nhập nhưng chỉ có một y tá. Các vết lở loét ở chân do giày thấm nước, vết rách ở tay, ở cổ do đá cắt, gai cào, muỗi đốt, vắt cắn, chỉ được rửa giấy, băng bó sơ sài, nên nhiều tên đã bị nhiễm trùng, bước đi phải có kẻ xốc nách hoặc chống gậy. Sau cuộc chạm súng chớp nhoáng, Hoàng Cơ Minh hạ lệnh đi nhanh hơn. Đến 4 giờ chiều, lúc lên tới một triền núi, và khi nhóm phản động chuẩn bị dừng chân qua đêm, thì vài gã dân đoàn viên thuộc quyết đoàn Anh Dũng đã mò xuống những bụi tre phía dưới để kiếm măng tươi. Chỉ vài phút sau đó, đột ngột tiếng súng AK nổ lên từng loạt dài, cùng những tiếng la hét inh ỏi. Lúc bọn lấy măng tháo chạy về, kiểm điểm lại, thì thấy đã mất đi Nguyễn Văn Áo. Theo lời của bọn chúng, một toán bộ đội cách mạng Lào đã bí mật bám theo, rồi bất ngờ tập kích, bắt sống Nguyễn Văn Áo. Điều này là vô cùng nguy hiểm, vì Hoàng Cơ Minh nhận định rằng nếu Áo bị bắt, thì toàn bộ kế hoạch xâm nhập, cũng như lực lượng và trang bị vũ khí của cả đoàn, coi như hoàn toàn bị lộ. Nhưng đã đâm Lào thì phải theo Lào. Quay về thì cũng dở, ở lại thì cũng không xong. Hoàng Cơ Minh ra lệnh đi tiếp. Đường đi càng lúc càng khó hơn, vì phải leo lên những tảng đá, tảng nọ, chồng tảng kia. Sầm tối, khi toán đoạn hậu báo cáo không thấy dấu hiệu của bộ đội cách mạng Lào đuổi theo, Hoàng Cơ Minh mới yên tâm, dám cho dừng chân nấu cơm gần một con suối. Để đề phòng, y chỉ thị cho các quyết đoàn trưởng là từng dân đoàn phải lần lượt
cử người xuống suối lấy nước, chứ không đi đồng loạt. Đến lúc này thì cả nhóm phản động vẫn không hề hay biết rằng chúng đã bị một tổ dân quân Lào tuần tra biên giới phát hiện ngay từ khi chúng đang vượt sông Mekong. Và bởi vì lực lượng ở khu vực đó mỏng, hơn nữa cũng chưa rõ nhóm phản động vượt sông có phải là nhóm đi mở đầu cho những nhóm tiếp theo hay không, nên bộ đội cách mạng Lào quyết định chỉ cử một nhóm nhỏ bám theo, trinh sát, tìm cách bắt tù binh đưa về để khai thác và điều tra. Như vậy, nhóm của Hoàng Cơ Minh đã bị đưa như cá nằm trong giọ. Ngay từ những bước chân đầu tiên đặt chân lên đất Lào đã là đi vào tử huyệt, thì tương lai của cuộc hành quân này cũng coi như đã chấm dứt. Vậy thì bộ đội Lào đã đánh tan nhóm phản động này như thế nào? Chúng có đối sách gì không? Hãy cùng tìm hiểu ở phần sau của video nhé! Tiếp nối hành trình của cuộc hành quân Đông Tiến 2 do Hoàng Cơ Minh cầm đầu, chiến dịch của chúng đã bị lộ tẩy và bắt đầu đi vào ngõ cụt. Trong cơn cùng quẫn, Hoàng Cơ Minh và đồng bọn đã cố gắng tìm mọi cách nhằm thoát khỏi tình thế éo le này. Thế nhưng, ý trời đã định, chúng đi từ cạm bẫy này sang thất bại khác. Hãy cùng tìm hiểu về cái kết của chiến dịch này qua video ngày hôm nay nhé! Chào mừng đến với Battle Cry, người kể sử. Tương kế, tự kế. Sau trận chạm súng đầu tiên, kể từ khi nhóm phản động đặt chân lên đất Lào, dẫn tới việc dân đoàn viên Trần Văn Áo bị bắt, rồi tiếp theo là cuộc tập kích khiến dân đoàn viên Nguyễn Văn Hòa bị thương, Hoàng Cơ Minh cùng bộ chỉ huy chiến dịch đã hiểu rằng yếu tố bất ngờ giờ đây không còn nữa. Điều nguy hiểm nhất là từ sự khai báo của Nguyễn Văn Áo, bộ đội cách mạng Lào hẳn sẽ biết rõ sự có mặt của Hoàng Cơ Minh, cũng như nhóm phản động gồm có bao nhiêu người, vũ khí trang bị có những gì, tình hình lương thực ra sao. Dĩ nhiên, họ cũng sẽ thông báo cho chính quyền Việt Nam biết về mục đích của nhóm phản động. Và như vậy, Hoàng Cơ Minh bị đặt vào thế lưỡng đầu thọ địch. Một điều bất lợi nữa, theo hợp đồng thì nhóm thổ phỉ Lào sẽ chỉ dẫn đường cho bọn phản động đến địa phận tỉnh Salavan, tiếp giáp tỉnh Sekong, vì chúng không dám đi sâu hơn. Nghe chúng trao đổi với nhau, Hoàng Cơ Minh biết rằng chỉ nội ngày mai thôi, nhóm thổ phỉ Lào sẽ rút đi. Tuy nhiên, từng là phó đề đốc trong quân đội Sài Gòn, Hoàng Cơ Minh ít nhiều cũng hiểu về binh pháp. Tiến hành họp với bộ chỉ huy, y vạch ra một chiến thuật mang tên tương kế, tự kế. Đó là cho Nguyễn Văn Hòa cùng chủ tịch mặt trận quốc nội Nguyễn Thế Minh theo nhóm thổ phỉ Lào quay lại Thái Lan. Động tác này có thể sẽ khiến toán trinh sát của bộ đội cách mạng Lào tưởng lầm là bọn phản động đã từ bỏ ý đồ xâm nhập và sẽ chỉ bám theo toán đó rồi tấn công nhóm thổ phỉ chứ không tiếp tục truy đuổi. Và như vậy, nhóm thổ phỉ cùng với Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thế Minh sẽ trở thành mồi nhử, thành bia đỡ đạn cho cuộc đồng tiến. Đêm hôm đó, nhóm phản động không dám nổi lửa nấu cơm mà chỉ nhai mì tôm sống cầm hơi. Tên cầm đầu nhóm thổ phỉ sau khi cùng Hoàng Cơ Minh xem lại bản đồ thì gã đồng ý cho Nguyễn Văn Hòa và chủ tịch mặt trận quốc nội Nguyễn Thế Minh cùng đi theo chúng quay lại biên giới Lào Thái. Mờ sáng, khi sương mù còn dày đặc, cả bọn lên đường khiêng theo Nguyễn Văn Hòa trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh vì mất máu. Nhưng rất nhiều năm sau đó, chẳng ai còn nghe được tin tức gì về Minh và Hòa. Mãi tới năm 1998, một thông tin nhỏ mới được tiết lộ trên một tờ báo của người Việt ở Mỹ. Đó là một nông dân Lào khi vào rừng chặt cây làm nhà đã gặp bọn phỉ đang rút lui. Nghe chúng nói chuyện rằng tự dưng phải lãnh cách của nợ là khiêng theo Nguyễn Văn Hòa, nên chúng đã hạ sát y. Mà nếu đã hạ sát Hòa thì dĩ nhiên là phải sát hại luôn cả Nguyễn Thế Minh. Trở lại câu chuyện xâm nhập, khi nhóm thổ phỉ vừa đi khỏi, Hoàng Cơ Minh cho các quyết đoàn giải ra, hình thành những cụm phòng ngự với mệnh lệnh súng ống trên tay sẵn sàng chiến đấu. Không nấu cơm, không ra suối lấy nước, không giăng võng hay dựng lều. Suốt buổi chiều, rồi cả đêm,
bọn phản động thức trắng trong tâm trạng lo âu vì sợ bị tập kích. Gần sáng, nghĩ là đã đánh lừa được toán truy đuổi, cả bọn lục tục kéo nhau lên đường. Đi khoảng 30 phút, Quyết Đoàn Trưởng Quyết Đoàn Anh Dũng là Khu Xuân Hưng nhận được tin báo rằng Dân Đoàn Trưởng Hà Hoài Hùng đã bỏ trốn cùng với chiếc ba lô đựng tiền vàng của cả quyết đoàn. Đây là trường hợp bỏ trốn thứ hai, khiến Khu Xuân Hưng rất hoang mang, vì từ lâu Hà Hoài Hùng vẫn được Hoàng Cơ Minh tin cậy. Vì thế, một mặt gã cử người lên bộ chỉ huy báo cho Hoàng Cơ Minh, mặt khác gã sai 4 dân đoàn viên quay lại tìm Hùng với mệnh lệnh nếu không gọi về được thì lấy chiếc ba lô rồi bắn bỏ. Nhưng 4 gã dân đoàn viên vừa quay lưng đi thì có tiếng AK và B-40 nổ dồn dập ở phía xa. Điều này chứng tỏ rằng bộ đội cách mạng Lào vẫn bám theo nhóm phản động, và Hà Hoài Hùng trên đường bỏ trốn rất có thể đã gặp họ. Từ đó cho tới khi bị đánh tàn tác, chẳng ai còn nghe được tin tức gì về gã Hà Hoài Hùng. Đã là ngày thứ 10 của cuộc xâm nhập mà nhóm phản động vẫn chưa tới được tỉnh Sê Công vì thiếu người dẫn đường. Sự di chuyển dựa vào những tấm bản đồ do quân đội Mỹ vẽ từ năm 1972. Vì thế, có những đoạn chỉ cần lội xuống khe rồi đi vòng chừng 6 tiếng là đã vượt qua được cả dãy núi, nhưng chúng lại phải treo đèo lội suối suốt 2 ngày. Lương thực càng lúc càng cạn, bữa cơm một phần gạo thì có tới 3 phần củ rừng, quần áo không được giặt nên bốc mùi hôi hám, hầu hết thì đều bị ghẻ do muỗi đốt, vắt cắn. Việc Hà Hoài Hùng bỏ trốn rồi sau đó nổ súng khiến Hoàng Cơ Minh hiểu rằng kế Dương Đông kích Tây đã thất bại. Sáng ngày thứ 12, trong khi các dân đoàn viên, kẻ thì loay hoay tháo võng, kẻ thì nấu cơm, bất ngờ có tiếng súng nổ dồn dập từ phía quyết đoàn đi đoạn hậu. Lợi dụng lúc bọn phản động đang chuẩn bị di chuyển, toán trinh sát của bộ đội cách mạng Lào bất ngờ tập kích rồi nhanh chóng biến mất. Kiểm điểm lại, chỉ có Huỳnh Văn Tiến bị thương nặng vì mảnh của B-40. Y tá Lý Hổ được gọi tới, nhưng trước khi đến, Ủy viên Trung ương Mặt trận Nguyễn Huy đã kéo Lý Hổ ra một góc, nói nhỏ vài câu. Bằng vết thương cho Tiến xong, Lý Hổ trích cho gã một mũi thuốc. Vài phút sau, Tiến nấc lên, mắt trợn ngược. Lúc này, cả nhóm phản động thuộc Quyết Đoàn Anh Dũng đều biết rằng Huỳnh Văn Tiến đã bị trích thuốc cho chết để khỏi trở thành gánh nặng cho cả đoàn. Thi thể của Huỳnh Văn Tiến được bọc trong một mảnh ni lông, kéo lá rừng phủ lên vì chẳng còn thời gian đào huyệt. Sau khi bị tập kích, nhóm phản động được lệnh đi nhanh hơn, nhưng tốc độ xem ra cũng chỉ được khoảng 3 km mỗi giờ. Một phần vì địa thế hiểm trở, phần nữa là vừa đi vừa dò dẫm. Suốt buổi sáng, tình hình yên tĩnh, nhưng tới giữa trưa, đột ngột từng loạt đạn súng cối nổ tung giữa đội hình Quyết Đoàn Anh Dũng. Lúc này, bọn phản động đang ở trên một đỉnh núi. Khi này chẳng còn tên nào có đủ sức phản kháng mà bắn trả nữa, nên chỉ biết cắm đầu mà chạy. Ngày tàn của cuộc xâm nhập. Trong những ngày cuối cùng của chiến dịch Đông Tiến 2, nhóm phản động Hoàng Cơ Minh chỉ còn chưa đầy 40 tên. Hầu hết đều bị thương hoặc kiệt sức vì đói. Lương thực mang theo đã cạn kiệt, nên nhiều tên dù muốn trốn cũng chẳng biết đi đâu. Hơn nữa, các bản án tử hình mà Hoàng Cơ Minh thi hành với đồng bọn khi phát hiện âm mưu đảo ngũ cũng đã làm bọn chúng kinh sợ. Trên đường hành quân, Hoàng Cơ Minh còn cho các quyết đoàn trưởng, dân đoàn trưởng được quyền sát hại những tên thương binh như Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Anh Điền, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Văn Hòa, v.v. hoặc bỏ mặc nằm chết giữa đường để khỏi phải khiêng, phải cáng. Sáng ngày 24, nghĩa là đúng 1 tháng 6 ngày kể từ khi chiến dịch Đông Tiến 2 bắt đầu, bọn phản động đã tiến gần tới bản Phón thuộc tỉnh Salavan. Đêm hôm trước lại có thêm 3 tên bỏ trốn là Phạm Hoàng Tùng, Hà Văn Lâm và Đặng Quốc Hùng. Ở bản Phón, từ trên đỉnh núi nhìn xuống thấy vài nóc nhà. Đinh Văn Bé khi đó được đưa lên làm quyết đoàn trưởng, đã đề nghị Hoàng Cơ Minh cho 2 dân đoàn viên vào bên trong bản để mua lương thực với mệnh lệnh không mua được thì cướp. Tài sản duy nhất mà chúng còn lại là 5 chỉ vàng do Hoàng Cơ Minh giữ, được lấy ra
đưa cho Trần Văn Yên và Huỳnh Văn Miền. Cũng cần nhắc lại, khi thành lập Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam, bên cạnh hệ thống kinh tài là chuỗi những tiệm phở Hòa, thì Hoàng Cơ Minh và nhóm cầm đầu như Hoàng Cơ Định, Phạm Văn Liễu, Nguyễn Kim còn tổ chức nhiều đợt quyên góp trong cộng đồng người Việt hải ngoại dưới chiêu bài ủng hộ kháng chiến. Và nếu ai không đóng góp thì bọn chúng chụp cho cái mũ là cộng sản nằm vùng, rồi cho tay chân hành hung, hăm dọa, thậm chí là cả ám sát. Mà cụ thể là phi vụ sát hại vợ chồng nhà báo Lê Chiết khi ông Chiết cho đăng tải loạt bài vạch trần sự bịp bợm của Mặt trận Hoàng Cơ Minh. Tổng số tiền mà bọn Hoàng Cơ Minh thu được theo số liệu của Cục Điều tra Liên bang và Sở Thuế Mỹ sau này là khoảng 10 triệu đô. Phần lớn số tiền này ngoài việc chui vào túi bọn cầm đầu, chúng còn dùng để ăn chơi, du hí ở Nhật, Pháp, Thái Lan hay Đức bằng hình thức là đi công cán, cũng như để mua lương thực, vũ khí, mua vàng cho các chiến dịch đồng tiến. Sau khi chiến dịch bị đánh tàn nát, Hoàng Cơ Minh phải đền tội. Một số tên cầm đầu còn lại lặng lẽ lấy tiền chia nhau, mua cổ phần trong những công ty chứng khoán hoặc lập những đội tàu đánh cá, và nó nghiễm nhiên trở thành tài sản riêng của họ. Cầm 5 chỉ vàng, Trần Văn Yên và Huỳnh Văn Miền đã xuống núi. Nhưng mới đi được chưa đầy 50 mét thì một đoạn AK lại vang lên đanh gọn, khiến Trần Văn Yên chết ngay. Cùng lúc, tứ bề nổ súng giòn, cả tiếng AK và tiếng đạn cối, đạn sơn pháo. Huỳnh Văn Miền bèn lủi vào một hốc đá, giơ khẩu M16 lên bắn bừa. Ở phía trên, Hoàng Cơ Minh lăn xuống khe suối cạn, cánh tay trái máu tuôn xối xả vì mảnh đạn cối ghim phải. Trên gành đá bờ suối, dân đoàn viên Tạ Hoàng Thiện lãnh nguyên một quả M79 nổ tung vào mặt. Khoảng 40 phút sau, tiếng súng im hẳn, bọn phản động có 6 người chết, bị thương 3 người, còn vài tên bỏ trốn hoặc chạy lạc. Thuốc men hầu như chẳng còn gì, nên cánh tay của Hoàng Cơ Minh chỉ được băng bó bằng một miếng rẻ xé ra từ chiếc khăn rằn cuốn cổ. Kiểm điểm lại, chúng chỉ còn lại đúng 26 tên, trong đó thì 4 tên không có vũ khí vì chúng đã vứt bỏ khi tháo chạy. Đạn dược thì cũng vậy, mỗi tên chỉ còn chừng 3 băng với vài quả lựu đạn. Đây là lần đầu tiên bọn phản động nhìn thấy Hoàng Cơ Minh mặt mày tái mét, tay chân run rẩy, mắt mở trừng trừng. Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Lợi dụng thời tiết, Hoàng Cơ Minh ra lệnh cho nhóm phản động nhanh chóng rời khỏi con suối, lúc này đã ngập nước, bỏ mặc 3 tên bị thương nằm lại với đất trời. Sẩm tối, chúng phát hiện ra một hang đá, cả bọn chui vào ẩn náu. Nếu không kể những tên từ Mỹ, Pháp, Nhật, Đức trở về, thì hầu hết dân đoàn viên đều là những tên vượt biên. Trong đó không ít là các sắc lính trong quân đội Sài Gòn và các trại tị nạn CQ ở Thái Lan, rồi được Hoàng Cơ Minh tuyển mộ với lời hứa sẽ cho đi định cư tại Mỹ sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng tới giờ phút này, chẳng còn tên nào còn nghĩ nổi giấc mơ được tới Mỹ, mà chỉ mong thoát khỏi vòng vây của bộ đội Lào. Mưa suốt cả ngày hôm sau, và có lẽ cơn mưa cũng gây khó khăn cho bộ đội cách mạng Lào, nên chúng tạm thời yên ổn. Đói quá, một vài tên liều mạng bỏ ra ngoài, hái mấy mớ rau rừng về luộc. Tâm trạng tuyệt vọng khiến cả bọn hầu như chẳng còn suy nghĩ gì. Chúng đốt lửa sáng rực, vừa để hong khô những bộ quần áo, vừa để đỡ lạnh. Vết thương trên cánh tay nhiễm trùng khiến Hoàng Cơ Minh lên cơn sốt. Y nằm co quắp trong một góc, chẳng chiến hữu nào còn để ý tới y. Tất cả chỉ lo cho mạng sống của mình. Nhiều tên thì thào với nhau rằng nếu bộ đội Lào tiến vào đánh, chúng sẽ đầu hàng hết. Sáng ngày 28 tháng 8, trời tạnh, khoảng 9 giờ, Hoàng Cơ Minh ra lệnh lên đường. Trước lúc di chuyển, y nói với đám tản quân rằng ai có thể quay về đất Thái thì cứ về. Chẳng phải y tốt lành gì, nhưng có lẽ y nghĩ tới phát súng ân huệ của đồng đội khi cánh tay y sưng to vì nhiễm trùng, đi phải chống gậy. Nhưng về thế nào được nữa, khi tấm bản đồ duy nhất đã nằm lại cùng với thi thể của Trương Ngọc Ni. Cả bọn dò dẫm ra khỏi cửa hàng. Sau cơn mưa, vắt xuất hiện nhiều, vươn mình bám chặt vào những ống chân khẳng khiu, ghẻ lở. Nhưng chẳng tên nào còn tinh thần mà gỡ. 9 giờ 30 phút sáng, trời không có nắng, liền quang cảnh vẫn âm u. Đám tàn quân nặng nề lê bước, nhưng không phải là tản ra theo đội hình vừa đi
vừa sẵn sàng nổ súng như những ngày đầu, mà co cụm lại với nhau. Qua một trảng cỏ tranh chống trải, chúng cũng chẳng buồn ngụy trang, vì đối với nhiều tên trong bọn, cái chết khi này chính là sự giải thoát. Còn bị bắt thì coi như được tái sinh lần thứ hai. Mặc dù Hoàng Cơ Minh đã tuyên bố là cho phép nhóm phản động được trở về đất Thái, nhưng chẳng tên nào dám công khai quay lưng, bởi lẽ đường xá thì không dành, lương thực thì chẳng có, lại thêm bộ đội cách mạng Lào lúc ẩn lúc hiện, nên chúng không còn cách nào khác là bám theo bầy đàn. Sau này, trong trại giam, dân đoàn viên Nguyễn Văn Đức có kể lại: kể cả Hoàng Cơ Minh, chẳng ai còn tinh thần và cũng chẳng ai có một tí hy vọng gì về cuộc đông tiến. Trước lúc lên đường, ông Minh nhiều lần thao thao bất tuyệt về các khu chiến quốc nội, về các đường dây xâm nhập, về các trạm dưỡng quân được thiết lập từ nhiều năm trước. Thực tế cho thấy Hoàng Cơ Minh chỉ giỏi nói dóc, giỏi đánh lừa. Đi chừng được 1 km nữa, lúc cả bọn đang dò dẫm bước xuống những tảng đá trơn trượt thì tiếng súng lại vang lên. Võ Hoàng, tổng thư ký Hội Văn Nghệ Sĩ Mặt Trận, đã bị một quả M79 táng thẳng vào đầu. Nguyễn Văn Đầu, tên còn khỏe nhất, đeo ba lô đựng quần áo, tài liệu của Hoàng Cơ Minh, linh nguyên một loạt AK vào bụng. Quyết đoàn phó Trần Đế vừa giơ súng bắn bừa, vừa kéo Hoàng Cơ Minh xuống con suối cạn, là điểm tiếp giáp giữa hai ngọn núi. Dân đoàn trưởng Đinh Văn Bé có nhiệm vụ bảo vệ Hoàng Cơ Minh và Nguyễn Tấn Phát, dân đoàn viên nhỏ tuổi nhất, mới có 16 tuổi, cũng vội vã lao theo. Bộ đội cách mạng Lào đã tràn tiếp xuống và tiếp tục bắn dân đoàn phó Nguyễn Vĩnh Lộc trúng đạn, dãy đành đạch. Dân đoàn trưởng Võ Văn Tuấn ngã gục như thân chuối bị phạt ngang. Biết là chẳng còn làm gì được nữa, Hoàng Cơ Minh rút khẩu súng ngắn Browning đeo bên mình, kê lên thái dương và bóp cò tự vẫn. Ủy viên Trung ương Nguyễn Huy cũng tự vẫn. Riêng Lưu Minh Hưng, ủy viên mặt trận, khi vừa buông chốt quả lựu đạn ra định ném thì bất ngờ lựu đạn nổ, thiệt mạng ngay tại chỗ. Số còn lại đa phần bị bộ đội Lào bắt và đưa về Việt Nam. Cuộc hành quân do trùm phản động chấm dứt khi còn chưa kịp đặt chân tới đất Việt Nam. Sáng ngày 1 tháng 12 năm 1987, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử những tên phản động trong nhóm Hoàng Cơ Minh do Chính phủ Nhân dân Cách mạng Lào chuyển giao, vì mục tiêu của chúng là xâm nhập, bạo loạn, lật đổ nhà nước Việt Nam. Chúng đã lĩnh án từ 3 năm tù tới chung thân. Tổng cộng trong số 130 tên xâm nhập, có 83 tên chết, 19 tên bị bắt, số còn lại thì bỏ trốn khi đang trên đường xâm nhập. Năm 1990, khi tình hình Liên Xô và các nước Đông Âu có nhiều biến động, hí hưởng tưởng rằng thời cơ đã tới, quyết đoàn trưởng mặt trận Hoàng Cơ Minh là Đào Bá Kể, nguyên sĩ quan binh chủng nhảy dù quân đội Sài Gòn, đã tiếp tục dẫn thêm 30 tên khác mở cuộc đông tiến 3. Nhưng cũng giống như nhóm phản động do Hoàng Cơ Minh cầm đầu, chiến dịch đông tiến 3 cũng bị đánh tàn tác, nhiều tên chết, nhiều tên bị bắt, trong đó Đào Bá Kế lĩnh án tù chung thân.